quên rồi hả? Chị lên tiếng đi cho biết, cho em biết chị đã đọc đây, chị đọc đây, nãy giờ cái nào chị cũng đọc. Bật cái nào của view mày chỉ có một cái lá à mà 2-3 người kêu bạn từ từ lát thế đợi thế. Lát đâu Chưa? Thích chưa? Tiếp à? Bật cái tiếp theo. Quá rồi. Chào Phúc Vinh nhá. Đấy là phong cảnh. Đấy mới là chân chơi vườn thôi. Bác sĩ bạn thấy bệnh gì này không ai bình thường hết. Là nói với cậu rồi, đấy là bệnh gì không bình thường thì tất cả những người không bình thường. Nếu bệnh gì không bình thường, có một người bình thường thì người ta chấp nhận. Mày ở Sài Gòn. Cái này không hay. Anh dễ thương quá, cảm ngại rồi. Tiền này dễ thương. Ôi 20. Vừa